AMC Futsal Asian Cup QS 2022, bản quyền phát sóng thuộc về FPT Play. Xin được kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giải bóng đá AFC Futsal Asian Cup đang diễn ra tại QS năm 2022 này, giải Futsal vô địch châu Á. Trận đấu của bảng A sẽ là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Iraq. Đây là một trận đấu được diễn ra tại địa điểm Shah Al Abdullah Hall tại QS City. Trong khi đó thì Iraq, huấn luyện viên trưởng của họ đó chính là ông Sayed Ansariyeh. Họ sẽ ra quân với thủ thành mang áo số 12 là Zahir Madihadi, số 5 là Bajati, số 8 Riyad Arab, số 9 Mohed Al-Tayer, số 11 là Al-Ok Ali. Kobayashi, vị trọng tài người Nhật Bản, sẽ là người điều khiển chính trong cuộc đọ sức ngày hôm nay. Ở đây cho quý vị và các bạn thì theo dõi thì chúng tôi sẽ được phép giới thiệu đội hình ra quân của Futsal Thái Lan. Huấn luyện viên trưởng của họ đó chính là ông Carlos Gago. Họ sẽ ra quân với thủ thành mang áo số 12 là Katungut, số 4 Chris Aran Sadijalak, số 6 Prapapan, số 8 Chesada Chudek và số 10 là Varuk Vangsama. Trận đấu của chúng ta đã bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này thì Thái Lan sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phải, màn ảnh của quý vị, và bên trái sẽ là tuyển Futsal Iraq. Rồi dành cho Thái Lan. Một pha xử lý tương đối là kỹ thuật nhưng đã không có bàn thắng dành cho Suphavut. Suphavut Thiongklan là người vẫn còn ở trong đội hình của Futsal Thái Lan năm nay và đã từng là vua phá lưới. Sút ngay khá nguy hiểm. Dường như bóng đã đập vào mặt của Katayut và nó khiến cho thủ môn áo số 12 này phải nằm sân. Rất hay. Cột hay không thành công nhưng vẫn là Futsal Thái Lan. Rất nguy hiểm, không vào. Rất đáng tiếc cho Charoni Muntiang. Cú đá đã đi trên cột và chạm bóng rất nhanh của số 7 bên phía Thái Lan. Cơ hội mở ra dành cho Thái Lan, không vào. Pha bóng tổ chức phản công rất nhanh, rất tốt. Chuyển ra, không vào. Và phản xạ rất tốt của Katayut. Cú ra chân rất căng của Mohed Al-Tayer bên phía Iraq. Rất nguy hiểm, đã có bàn thắng dành cho Iraq. Một tình huống cố định và nó đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Iraq đã có một chiến thuật hợp lý và họ đã tận dụng tốt cơ hội này. Cú đá phạt rất căng của Salim. Patayut đã rất cố gắng đẩy ra nhưng vẫn còn đó, số 13 đã băng vào là Sulaiman. Không vào. Rõ ràng với khả năng chơi chân tốt của mình thì thủ môn Zaher bên phía Iraq đã tạo ra sự bất ngờ. Sẽ là một cú đá từ xa, không vào. Một tình huống thử thách của Katayut Hakampa dành cho đối thủ của mình ở bên trong cầu môn. Thời Klang và xử lý không an toàn ở phần sân nhà. Salim nguy hiểm quá, bóng phản công và hai không cho Iraq. Một pha tận dụng thời cơ tuyệt vời. Savajut Thunklan đã có một pha xử lý mất bóng ở phần sân nhà với một cú đánh góc và sau đó thì Thái Lan phải trả giá. Tưởng chừng như là bóng đã đi ra ngoài ở trong pha bóng này nhưng nỗ lực tuyệt vời của số 3 đó là Biban đã tạo điều kiện cho người đồng đội của mình là Bajati. Không vào. Tuyệt vời Sayer.
Một pha bay người cứu một bàn thua 10-10. Và cuối cùng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cũng đã đến với Thái Lan. Pha lập công của Sirian Pirot sau rất nhiều những sức ép mà các chú voi chiến đã tạo ra. Một tình huống đá phạt góc và số 3 bên phía Thái Lan đã len lỏi luồn lách rất hay để xuất hiện ở trong vòng vây của 4 cầu thủ Iraq. Sẽ là một cú sút không vào. Suýt chút nữa thì đã có một bàn thắng xuất hiện ở cầu 2 sau cú đá của Hassanam. Nhưng không sao, bàn thắng của bên tỷ số cũng đã tới dành cho Thái Lan. 2-2. Thái Lan đã sớm có được bàn thắng thứ hai để đưa trận đấu trở lại vào xuất phát. Trận đấu này đã trôi qua. Cuối cùng thì thời cơ vẫn tiếp tục mở ra dành cho Thái Lan với một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp của cầu thủ mang áo số 13 Sarayut Halapuret. Rất hay. Đó là một tình huống cứu thua ấn tượng đến từ Han Kampa. Một pha dàn xếp rất tốt và bóng được đưa tới vị trí của Mustafa. Khá là may mắn. Những đầu ngón tay của Han Kampa đấm qua bóng ra và chiều một quả đá phạt góc. Parapan cơ hội không được, bóng đã không rơi tới vị trí của siêu chính Thông Klang. Sau tình huống cản phá thì Ra đã bị đầu. Thủ môn Busan là một trong những vị trí có thể được xem là nguy hiểm và dễ chấn thương nhất khi họ có thể cản phá ở bất kỳ những bộ phận nào trong cơ thể. Không vào. Liên tục là những tình huống chuyền bóng rất hay và sau đó là một pha kết thúc rất nhanh. Đáng tiếc cho Riyad Arab, cú đá của anh lại đi chết không thành. Majali nguy hiểm quá, không vào. Tất nhiên pha play luôn là một con dao hai lưỡi. Họ có thể quy bình tỷ số và tất nhiên cũng phải trả giá khi mà khung thành đã không còn thủ môn. Power play đầu tiên, ngay lập tức Thái Lan đã có được bàn thắng thứ ba. Sẽ là một màn lồi ngược dòng. Chúng ta cùng nhau theo dõi lại tình huống này. Các pha di chuyển sâu về gần sát đáy biên ngang. Một pha bắt bài không thành công. Bóng đã đi vào góc hẹp. Thời điểm này đã có 3 bàn thắng. Cơ hội đây rồi. Không vào. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc dành cho Iraq. Và cùng nhau theo dõi là pha bóng này mở thúc. Đã có pha xử lý loại bỏ người phòng ngự cuối cùng bên phía Thái Lan. Cú đá của người đồng đội của anh lại lập bập và đưa bóng đi trúng cột dọc. Các bóng tốt. Đây là cơ hội. Không vào. Khung thành đã không còn một thủ môn đứng nghĩa. Nhưng Thái Lan lại không có được bàn thắng thứ tư. Quá đáng tiếc dành cho Sirian Pirot. Và hết giờ. Quá nhiều những cảm xúc và cũng có khá nhiều những sự vất vả dành cho trận đấu đầu tiên của Thái Lan tại giải Busan châu Á năm 2022 này. Họ đã để cho Iraq vượt lên dẫn trước 2-0, nhưng sau đó bằng những nỗ lực và những sự điều chỉnh hợp lý của ông
Carlos đã giúp cho Thái Lan ghi được 3 bàn thắng để cuối cùng khép lại trận đấu ra quân với chiến thắng dọc dàng 3-2 dành cho những chủ ngoại chiến. Quý vị thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa Iraq và Thái Lan của FPT Play cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi bình luận tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.